Thưa quý vị, Zalo ứng dụng nhắn tin và nghe gọi miễn phí trên smartphone đang là OTT được nhiều sự quan tâm tại thị trường Việt Nam. Trong số đầu tiên của chuyên mục Ai làm gì ở đâu, mời quý vị cùng phóng viên FBNC đến tận nơi làm việc của những người đã xây dựng ứng dụng này để tìm hiểu về không gian làm việc của Zalo. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Ai làm gì ở đâu trên cửa sổ công nghệ của FBNC và tôi là Viễn Thông, phóng viên của chương trình. Thưa quý vị, trong số đầu tiên của Ai làm gì ở đâu, chúng ta sẽ có một chuyến viếng thăm ngắn đến một doanh nghiệp công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nội dung số hàng đầu tại Việt Nam. Và tôi tin chắc là sẽ có nhiều người biết đến, đặc biệt là các bạn trẻ. Và tên của doanh nghiệp đó nằm cạnh bên tôi đây. Hiện nay thì VNG đặt trụ sở tại tòa nhà Flemington ở quận 11, ngay sau lưng tôi đây. Rất hoành tráng phải không ạ? Nhưng mà là một chuyến viếng thăm đến VNG thì có lẽ thời lượng sẽ rất dài và nội dung chương trình sẽ không cho phép. Nên chúng ta sẽ chỉ viếng thăm một nhóm dự án của một sản phẩm của VNG hiện đang rất hot trên thị trường, đặc biệt là các bạn trẻ mà có lẽ là những bạn đang xem chương trình cũng sẽ có thể là đang sử dụng đó. Nhưng mà để biết sản phẩm đó là gì thì trước hết chúng ta sẽ vào bên trong cái đây nhé. Đây là sảnh của VNG và chúng ta sẽ vào để tìm người hướng dẫn nhé. Mình nghĩ là có lẽ là người hướng dẫn của chúng ta sẽ đến đâu đây thôi. À, kia rồi. À, chào Viễn Thông và chào các khán giả của FBNC. À, vâng, thưa quý vị, đây là anh Phan Huy Hoàng, là kỹ sư phần mềm của nhóm Zalo, người sẽ hướng dẫn chuyến tham quan thăm riêng và đặc biệt là nhóm dự án Zalo ngày hôm nay của chúng ta. Trước tiên có lẽ chúng ta đi tham quan một phòng phòng họp và các cái sảnh chính của VNG. Sau đó thì mình sẽ dẫn Viễn Thông lên trên tầng 15 để xem tham quan các phòng phòng của Zing và Zalo. Phòng họp nằm ở bên. Phòng họp nằm cả hai bên, phía bên này và phía bên kia. Anh em Viễn Thông thấy thì là các phòng họp của VNG nó đều có tên những ngọn núi hoặc là những con sông lớn của trên thế giới. Đây là Everest. Đúng rồi. Bên kia là tên gì ta? Kilimanjaro. Tại sao mình lại đặt những cái đặt thêm tên này tại vì là công ty mong muốn thể hiện những cái tinh thần mạo hiểm và sáng tạo của nhân viên trong VNG. Thôi chắc có lẽ là mình sẽ không làm phiền những người đang họp, mình sẽ đi ra để tham quan khu vực khác. Đây là tầng 15, như cả hai bên này đều là phòng làm việc của Zing. Thì đi vào trong này, quẹo trái sẽ là phòng làm việc của Zalo. Thấy con logo Zalo ngay giữa sảnh luôn, có vẻ là Zalo đang rất là được mọi người. Đúng rồi, khu vực này chia làm hai phần, phần này là phần team Zalo, phần này là phần team back end và các phòng trong phòng kính trong kia là của các sếp. Thì team Zalo của mình có khoảng bao nhiêu người? Team Zalo mình có khoảng 40 người, trong đó là 40 người của team Zalo riêng, nhưng mà thực ra chỉ là còn có một vài người của các team khác mà cũng hỗ trợ trong quá trình phát triển Zalo. Tới khu vực của Zalo chưa? Đây là khu vực Zalo đây rồi. Đây. Bên này là một team Android và iOS. Bên này là team server side, tức là cũng là team của mình làm việc luôn. Đó. Thì ở đây các bạn có rất nhiều vấn đề cho nên là các bạn rất là mệt. Còn khu vực bên đây, khu vực bên đây có hai bạn nữ. Khu vực bên đây thì là của team QC ở phía bên này. Là của team QC, tức là team làm quản lý chất lượng cho Zalo. Rất là như bạn thấy là Zalo rất là nhiều cái nền tảng, cho nên là việc quản lý chất lượng cho một cái phần mềm thì cần rất nhiều con người. Nhưng mà có vẻ là team Zalo của mình là hầu hết là các bạn nam không? Đúng rồi. Thấy hai bạn nữ nha. Có còn bạn nữ nào không? Có một vài bạn nữ ở trên kia làm cho team product và design. Vậy thì trong một cái môi trường làm việc có khi đôi khi là rất là căng thẳng thì mọi người sẽ giải trí bằng cách nào? Đúng rồi. Thì VNG cung cấp cho các nhân viên trong công ty một cái phòng gym, một cái mini bar, cũng như các cái chương trình phúc lợi khác như là miễn phí bơi, miễn phí cầu lông. Bây giờ mình có thể đi tham quan các mini bar hay là phòng gym của bên bây giờ đó. Mình nghĩ là nên phòng mini bar phòng gym trước rồi phòng mini bar sau. Rồi anh sẽ nhận rồi. Hôm nay sau có bong bóng rất là rực rỡ như thế này. Đúng rồi, thì như đã nói với bạn ở lúc dưới tầng 15 ấy, thì là hôm nay là vừa là sinh nhật của Zing và vừa là sinh nhật Zalo luôn. Ủa vậy thì
mọi người sẽ có một tổ chức cái gì đặc biệt không? Tối nay hay là sáng giờ mọi người đã có tổ chức thì gì? Thực ra là mọi người trước khi mà sinh nhật chị đã tổ chức một cái chuyến team building. Sau đấy thì về thì tại vì team sinh nhật lại là đúng ở cái ngày mà làm việc, cho nên là cũng không thể lúc nào cũng tổ chức sinh nhật được. Nhưng mà cũng trang trí. Đúng rồi, đúng rồi. Có không khí sinh nhật. Đúng rồi, đúng rồi. Thường là mọi người sẽ làm việc tới khoảng mấy giờ? Thực ra là thời gian làm việc thì rất là thoải mái. Thời gian chính thức thì từ 8:30 đến 5:30. Nhưng mà có những team như kiểu team Zalo hiện tại thì không biết giờ giấc là gì. Thực ra là như thế. Đây là phòng gym của VNG. Thì phía bên này là phòng gym, như bạn thấy là cũng khá là vắng người. Tại vì bây giờ là đang giờ làm việc nên không có nhiều người lắm. Phía bên này là phòng yoga và phòng tập nhảy. Có một vài người đang tập gym tranh thủ. Phía bên này lại còn có thêm một tủ đọc sách trong này. Lúc đầu từ ngoài đi vô em mình nhìn thấy cái hồ ấn dương này cứ tưởng là một cái khu dành cho thiếu nhi vậy. Đúng rồi, giải trí cho thiếu nhi nhưng mà thực ra không phải. Đúng rồi. Thư viện mini của mình thì anh thường thích đọc những thể loại sách nào? Nếu mà trong thư viện mini của mình thì mình thường chỉ đọc sách về kỹ thuật và có đôi chút thì về mà quản lý. Công ty là mong muốn là nhân viên là thường xuyên nâng cao khả năng của chính mình. Vì vậy là trang bị rất là nhiều sách. Của ngày là văn thể mỹ luôn ha. Mình vừa có thể thao, mình vừa có sách để nâng cao kiến thức. Đúng rồi. Vừa về sức khỏe nữa. Đúng rồi. Rất là đầy đủ. Vâng, thì đến đây thì thời lượng của chuyến tham quan của chương trình thì chắc cũng là sắp hết rồi. Nên là rất cảm ơn anh Hoàng đã giúp đỡ chương trình có một chuyến tham quan đến gym và đặc biệt là nhóm những fellow team. Rất cảm ơn anh. Rất cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, sau ít phút và có chuyến tham quan đến Zin và Zalo Team, chúng ta cảm nhận được một không khí làm việc rất là sôi động, rất là trẻ trung và đầy mới của các bạn trong nhóm. Chúc cho Zin và Zalo Team sẽ càng phát triển nữa hơn nữa trong thời gian tới cũng như đạt được những mục tiêu mà công ty đã đề ra. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Ai làm gì ở đâu trên cửa sổ công nghệ đã kết thúc. Kết thúc phần 3 là những thông tin khoa học công nghệ mới được cập nhật và các sự kiện diễn ra trong lĩnh vực này. Trong phần cuối của cửa sổ công nghệ sẽ là những mẹo nhỏ giúp kênh YouTube thú vị hơn. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 4 của cửa sổ công nghệ. Thưa quý vị, mặc dù hiện nay có rất nhiều trang chia sẻ video, nhưng YouTube vẫn là sự lựa chọn của đa số mọi người. Dù vậy, chúng ta vẫn chưa từng dùng được hết những dịch vụ của YouTube. Hôm nay trong chuyên mục thủ thuật công nghệ thì Vĩnh Phú xin mời quý vị cùng đến với những mẹo nhỏ sẽ giúp chúng ta xem YouTube thêm một cách độc đáo và thú vị hơn. Thưa quý vị, hiện tại thì Vĩnh Phú đang xem Life of Pi của đạo diễn Lý An. Và đây là bộ phim đã đạt 4 giải Oscar, trong đó ngoài giải phim có cốt truyện xuất sắc nhất và giải đạo diễn xuất sắc nhất, thì Life of Pi đã giật 2 giải rất quan trọng về hình ảnh là phim quay đẹp nhất và phim có hiệu ứng hình ảnh tốt nhất. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta chỉ xem trên YouTube mà tốc độ internet lại chậm và không đủ để chúng ta xem Life of Pi phiên bản HD như thế này, thì làm sao để thưởng thức những thước phim đẹp tuyệt vời của bộ phim này? Vĩnh Phú sẽ giới thiệu cho quý vị một mẹo nhỏ, đó là hãy hạ sáng toàn bộ màn hình xuống và chỉ chừa mỗi khung hình xem phim. Như vậy thì chúng ta sẽ xem phim một cách rõ ràng hơn rất nhiều. Để làm được như vậy thì đơn giản thôi. Đầu tiên thì chúng ta hãy cài ứng dụng mang tên là Turn Off the Lights. Với Google Chrome hoặc Firefox đều được. Với Google thì chúng ta hãy vào trang chrome.google.com và chọn Web Store, sau đó search Turn Off the Light và thêm vào trình duyệt Chrome của mình. Còn đối với những ai đã quen xài Firefox thì rất đơn giản, đó chính là addons.mozilla.org và làm tương tự. Đây chính là Turn Off the Light đã được cài đặt vào Chrome.
Bước cuối cùng, thật đơn giản là hãy mở bộ phim Lie of Pi trên YouTube lên. Nhìn lên góc phải của thanh địa chỉ có thấy một ký hiệu hình bóng đèn và hãy click vào đó, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Chúng ta đã có thể coi bộ phim Lie of Pi một cách rõ ràng hơn rất nhiều nhờ vào cách là hạ sáng màn hình xuống. Vậy là xong. Ngoài ứng dụng Turn Up The Light thì Chrome và Firefox còn có rất nhiều ứng dụng thú vị khác dành cho YouTube. Ví dụ như là YouTube Live Rigs. Đây là một ứng dụng tự thêm lời bài hát dành cho các video clip âm nhạc. Như vậy thì chúng ta đã có thể vừa thưởng thức bài hát yêu thích vừa hát theo được. Và thao tác cài đặt cũng chỉ là hãy vào trang web store của Chrome hoặc là addons.mozilla của Firefox và thêm ứng dụng được mang tên là YouTube Live Rigs vào. Và sau đó thì chúng ta hãy mở lại đoạn video yêu thích lên và nhìn lên góc phải, nhấn vào ký hiệu được mang tên là YouTube Live Rigs. Lời bài hát sẽ tự hiện lên như thế này. Đặc biệt là chúng ta có thể dời vị trí của YouTube Live Rigs hoặc là thu nhỏ hay là phóng to tùy ý. Một ứng dụng rất thú vị đúng không nào? Và nếu như mà kết hợp ứng dụng tắt đèn màn hình nữa thì chúng ta đã có một sự tuyệt vời, vừa có thể nghe nhạc, vừa có thể nhẩm theo lời bài hát và coi đoạn video clip một cách rõ ràng nhất. Và ứng dụng cuối cùng mà dành cho YouTube mà Vĩnh Phú muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó chính là U-turn. U-turn là công cụ để chúng ta lặp lại video đang xem trên YouTube một cách tự động. Bởi vì thông thường thì YouTube chỉ xem video được có một lần. Muốn xem tiếp thì chúng ta phải nhấn replay. Nên sẽ rất bất tiện với những ai thích nghe một đoạn video clip nhạc nhiều lần. Và hãy lưu ý là U-turn chỉ có ở trình duyệt Google Chrome thôi quý vị nha. Nên bây giờ chúng ta hãy lên web store và gõ tìm U-turn, thêm ứng dụng này vào. Sau đó chúng ta mở lại YouTube lên. Những đoạn video nào mà chúng ta muốn lặp đi lặp lại nhiều lần thì hãy click vào ký hiệu hình tròn. Đó chính là ký hiệu U-turn. Như vậy thì chúng ta có thể xem đoạn video này một cách nhiều lần tùy thích. Bây giờ thì Vĩnh Phú sẽ click vào ký hiệu U-turn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bật lại đoạn video clip lên. Chúng ta sẽ chờ xem. Nó sẽ tự động chuyển lại thành giây thứ 0 và lặp lại đoạn clip một lần nữa. Lặp lại đoạn nhạc một lần nữa thưa quý vị. Kính thưa quý vị, Vĩnh Phú hy vọng là những ứng dụng vừa rồi sẽ giúp cho quý vị xem phim hoặc nghe nhạc trên YouTube một cách thoải mái hơn. Vậy thì nếu có thắc mắc hoặc góp ý thêm cho chuyên mục thủ thuật công nghệ thì hãy gửi mail về địa chỉ cửa sổ công nghệ.fbnc@gmail.com. Còn bây giờ thì chúng ta hãy trở lại trường quay để tiếp tục chương trình cửa sổ công nghệ lần này trên FBNC. Còn bây giờ thì Vĩnh Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trên FBNC.